vâng, em xin chào quý vị đang theo dõi kênh của em nhé. Đấy thì theo như lời giới thiệu trước thì bên em đã bảo là quay lên và có test cho các bác là cái con Jaguar. Đấy. Có mã đây là 506 DP. Vâng, là test với hai đôi bát 25. Đây thì em đã ghép sẵn rồi nhá. Đấy, đấu sẵn hai cặp loa bát 25 đây rồi. Đấy. Một cặp lằng và một cặp đứng nhá. Đấy để test cho các bác. Dây giữa các thứ thì em đã đấu xong hết rồi nhá. Đây. Đấy. Đã kết nối mọi thứ ok rồi. Đấy và bây giờ em sẽ test thử tiếng nhạc để các bác nghe thử nhá. Đấy thì lần trước thì em cũng quay rất là kỹ rồi nhá và cũng đấy. À đây, có một cái này thì nó cũng cái này thì bác nào biết rồi thì ok có thể bỏ qua, còn cái này em giới thiệu thêm nhá, tại vì cũng một số bác mới, khách mới chơi, bắt đầu mới vào chơi những cái dòng này thì có thể là chưa biết về cái này. Đấy thì đây nhá. Với cái dòng này thì nó chạy đây này. Đấy. Thì nếu bác nào mà muốn đánh gọi là 4 kênh một lúc như em đang đấu nhá. Đấy thì cắm vào xem cái cổng đây, em sẽ quay máy này. Đấy, ở đây nó sẽ có cổng B1 này. Đây các bác nhìn nhá, B1 này. Đấy, đây là cái đường để điện thoại vào này, AV này. Đấy thì cổng B1 này này. Đấy là nó chạy cho một phát là 4 cầu. Được chưa? Còn bác nào mà cắm sang A này thì nó sẽ chạy từng cầu một. Được chưa? Ở đây thì em đấu một phát là 4 cầu luôn. Đây, đấy chạy là hai cặp bát 25 luôn. Đấy để thử cho các bác theo yêu cầu lần trước mà em đã giới thiệu nhá. Đấy. Đây các bác nhá, cắm vào cổng B1 này. Đấy. Và quay trở lại mặt trước cho em. Đây. Thì sau khi các bác cắm xong vào cái đằng đấy nhá, B1 nhá, thì các bác phải nhấn chìm cho em con này xuống này. Đấy. Đó. Đây các bác nhá, hai cổng này. Đấy, hai cầu này. Rồi, còn mọi cái phím chức năng đây, ví dụ bác làm thích hát thì ok, thì chỉnh theo cái gu nhạc của mình. Đấy, ở đây thì bên em là chỉnh theo quan điểm là cá nhân, thì tức là bên em thử với chất giọng của em ấy thì em sẽ chỉnh theo cái cá nhân. Đấy. Còn về ví dụ giọng các bác cao này hay là giọng các bác khỏe này thì các bác có thể là chỉnh như nào đấy cho nó phù hợp với cả mình. Đấy, còn ở đây thì em không dám hướng dẫn gọi là cái cách chỉnh được. Bởi vì cái này thì nó không giọng ai giống ai được. Đấy. Và mỗi bác có một cái cách chọn nhạc khác nhau. Đấy. Em có thể thích hát những dòng nhạc trẻ, các bác thích hát nhạc kiểu bolero cơ. Đấy mà chỉnh hai cái chắc chắn nó phải khác nhau rồi. Chưa kể là cái chất giọng của các bác với em là nó khác nhau. Đấy, thế nên là thôi, em cứ biết là em sẽ test nhạc và thử những cái gì mà tức là em với cái phù hợp với giọng hát của em. Đấy. Còn em sẽ lên một bản nhạc nữa để cái tức là để mức trung bình, tức là tất cả đều giọng chung để các bác nghe thử. Còn phần hát thì em sẽ chỉnh cái phần theo cái cá nhân của em. Đấy, còn bác nào mà về giọng bác là khỏe thì có thể là nhưng cái phần lời lên hoặc là phần bass lên hay nhà trống lên. Đấy thì cái đấy cho nó sao phù hợp nhá. Ok, ở đây thì em đã kết nối mic các thứ rồi và dây điện thoại em đã cắm sẵn rồi. Em chỉ việc kết nối điện thoại nữa là xong nhá. Đấy. Jaguar này, Son Jong này. Đấy. Và đây nha các bác nhé, có một cái tem này này, đây này. Đấy, cái tem này là cái tem thì bên em cũng rất là hay giới thiệu cho các bác đến các bác nhé. Đó là cái tem mà khi các bác nhìn qua cái cam ấy thì nó sẽ hiển thị chữ ok. Đây, đấy là cái tem nó thay cho cái tem giấy bây giờ. Tem giấy bây giờ họ làm giả rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ hãng Jaguar họ ra cái tem này gọi là tem rất là xịn sò mà công nghệ nhất hiện nay. Đó là cái tem công nghệ nhất hiện nay, em dùng từ công nghệ là các bác biết rồi đúng không ạ? Đấy, độ an toàn cực kỳ cao để chứng minh rằng là đây là sản phẩm chính hãng, được chưa ạ? Đấy. Đây các bác nhìn nhá. Đấy. Các bác nhìn thấy chữ ok không ạ? Khi em đánh góc máy các bác nhìn thấy cái dòng chữ màu mờ đấy không ạ? Cái này là không phải là cái ảo đấy nha, mà nó là có thật bên trong các bác nhá. Đấy. Nó chính là cái chữ dòng chữ ok đấy khi các bác lướt qua. Đấy. Đây này, đấy. Ok, còn đây là các cái tem đi kèm này, đấy. Mã vạch mã viết đây. Đấy thì đây là cái hàng chính hãng thì nó sẽ được rất là nghiêm ngặt như vậy nhá, đóng cực kỳ cẩn thận và tem tiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Ok, sau đây em sẽ lên một chút nhạc để các bác nghe thử nhá. Dạ vâng các bác nhá, ở đây thì em đã lên được nhạc rồi, đấy em đã ghép điện thoại rồi nhá, sẵn rồi. Đấy, đây. Sau đây em sẽ mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhá. Đây nhá, nó ra 4 loa rồi các bác này. Đây, các anh sẽ lấy ra cả 4 loa này. Em sẽ thử cho các anh là từng okay. Kênh 1 nhá. Vậy thì em đây kênh kênh 1-2 này. Đây kênh music 1-2 này, em sẽ nâng lên này. Đấy. Thì music 1-2 nó sẽ có 3 lăng sơ ở đây, mình có thể kiểm tra này. Đây. Nó phải nó trái này. Đấy là chạy 2 loa đúng không? Đây bây giờ em sẽ dập music ở 3-1-2 xuống, em đưa music 3-4 lên này. Kênh 3-4 nó sẽ khiển 2 loa 3 và 4. Đấy. Đây. Đấy. Tức là 2 chiếc loa ở dưới đây này, 2 chiếc loa full ở dưới này. Ok, nó chạy vào 4 loa này, bây giờ sẽ mở 4 loa này.
4 loa lên các bác nhá. Đó. Hệ thống đèn đang bắt đầu nháy kìa. Vừa rồi thì các bác đã thưởng thức qua một cái đoạn chất âm đến từ cái con Jaguar 506DP nhá. Phải nói là cái chất nó đánh ra cực kỳ sướng luôn các bạn. Đấy là các bác nghe nhạc. Còn sau đây em sẽ mời Ngọc thử một chút cái phần hát nhá. Đây, cái này thì nó sẽ có một cái mà nhiều khách hàng vẫn hay thường là dùng âm ly thay cho là việc dùng để 4 kênh ấy, là chính là vì cái khả năng tiết dùng của nó. Đây. Thì với mỗi kênh 1-2 đây thì mình sẽ chỉnh được một đôi loa, cái bát trung tép riêng. Đấy. Và kênh 3-4 mình chỉnh được đôi loa còn lại thì với cái bát trung tép riêng theo đôi loa đấy. Nên là nó sẽ lợi thế hơn so với cả việc mình dùng đẩy 4 kênh mà dùng băng cơ. Vậy thì đẩy 4 kênh dùng băng cơ thì mình chỉ có thể là gì ạ? Mình đưa được ra âm thanh ra một cái băng cơ và cái băng cơ nó chỉnh cả 4 loa như nhau. Trong khi cái này thì nó chỉnh được hai đôi loa riêng biệt khác nhau. Nó khác nhau ở cái đấy. Đấy, các bác có thể thấy đúng không? Nên rất nhiều người vẫn tin tưởng dùng cái này. Và cái thứ hai là nó dùng cái này thì nó sẽ tiện hơn, chỉnh dễ hơn so với cả vang số. Đấy, thì tại sao em lại nói vang số đây? Bởi vì vang số nó sẽ giải quyết được vấn đề là chỉnh được cả 4 kênh loa với mỗi cái loa nó chỉnh riêng biệt được luôn. Tuy nhiên thì rất phức tạp. Mình phải vào mình chỉnh từng cái đồ thị một, và nếu mình không biết gì về răng cơ, mình không biết gì về máy tính, mình không làm được. Đấy. Và con này thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Đấy, đây là cái mà nó sẽ hơn so với cả các cái dòng vang số dùng đẩy. Đấy. Và gia đình chắc là chỉ có dùng cái này thôi. Em nghĩ là nó không phải quá hơn. Rất là tiện quý vị nhá. Đấy. Có phần và nào? Bác nào mà dùng 4 loa để treo 4 góc nhà thì đây là một đôi mà có âm ly là rất phù hợp nhé. Đấy. Bát 25. Đấy. Bát 30 to hơn thì sẽ phải có những âm ly to hơn để chỉ nó. Đấy. Ok, sau đây em sẽ mời các bác cùng thưởng thức một tí đoạn chất âm qua phần thử mic nhá. Đấy. Một, một, hai, sáu, bảy, hai, một, để anh chỉnh cái mic trước đó. 1, 2, 6, 7, 7, 2, 1, 1, 2, cộng ok rồi đấy. Đấy, thì bình thường mình chỉnh cái này thì mình sẽ chỉnh lần lượt như này nhé. Ví dụ như chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh cái mic trước, cái tiếng mic trước. Thế mình sẽ chỉnh cái bát, cái thép, cái chung này sao cho nó phù hợp với cả cái giọng mình rồi. Thì bắt đầu mình mới động đến cái vang.
bắt đầu vang đây thì các bác sẽ nâng cái vang lên là bình thường mình sẽ để echo của mic nó 12 giờ như này, sau đó mình đẩy echo lên. Khi mặc định sản xuất nó sẽ là như này, 1 2 6 7. Thế thì các anh nếu như cảm thấy nó bị nhạy nhiều quá thì mình giảm bớt đi bằng cách là giảm cái beat này đi. Đấy. Cảm thấy đi này nó nhanh quá đúng không? Em như em thấy đi này nhanh quá thì em sẽ giảm đi cho nó chậm lại này. 1 1 2 6 7 7 2 1. Tập này thì là ok với cái giọng của em rồi thì em sẽ dừng lại. Đấy. Thì có thể là căn chỉnh thêm một tí, ví dụ như em đang cảm thấy là cái vang này nó đang hơi bị sắc quá, em sẽ giảm bớt cái 2 này xuống. Mà cảm thấy cái vang nó đang hơi thiếu độ trầm một tí và tăng cái trầm lên một tí. Đấy, thì đây là các cái tác dụng của các cái NOHI và NOPT rồi DNI nhá, DNA nhá. Thì cái này các bác tìm hiểu thêm nhá. Các bác tìm hiểu thêm cái này, bác nào dùng chắc cũng biết thừa cái này rồi. Ok, thì bây giờ em sẽ thử một bài nhạc xem như nào nhé. Hát thử một đoạn. Vâng, sau đây xin mời các bác cùng thưởng thức cái chất giọng của anh Ngọc bên em nhé. 1 2 6 7. Hát 2 đôi này quý vị nhé. Ngày tháng đưa ta về đâu người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu hai từ đêm, nhạc dù tiếng hát trôi hơi đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày thưa xin lắng nghe này con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên. Dạ vâng, đó là cái chất âm và cũng như là cái thử mic của bên em nhé. Đấy, thì bác nào mà nhanh tay thì alo ngay cho em để sử dụng ngay con Jaguar 506DP bên em nhé. Vâng. Vâng, với cái giá là 7.190.000 thì bác nào nhanh tay thì alo ngay cho em nhé. Vâng, đấy, với một con âm ly Jaguar 506DP cực kỳ chất luôn quý vị nhé. Kéo được tới 2 đôi bát 25. Dạ vâng, thì mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại là 0966 594 581 quý vị nhé. Địa chỉ cửa hàng là 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Dạ vâng, em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo em nhé.